Boeing đang đàm phán với Bộ Tư pháp Mỹ để tìm cách giải quyết các cáo buộc liên quan tới hai vụ tai nạn của máy bay 737 Max. Đây là diễn biến sau khi nhà sản xuất máy bay Mỹ bị phát hiện đã vi phạm thỏa thuận giải quyết liên quan đến hai vụ tai nạn chết người nghiêm trọng. Bộ Tư pháp Mỹ đã dự kiến ra quyết định có nên truy tố Boeing hay không trước ngày 7 tháng 7. Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ xác định Boeing đã vi phạm thỏa thuận năm 2021, vốn bảo vệ Boeing khởi cáo buộc về sự âm mưu lừa đảo phát sinh từ hai vụ tai nạn liên quan tới máy bay phản lực 737 Max. Máy bay phản lực 737 Max gặp sự cố vào năm 2018 và năm 2019, khiến 346 người thiệt mạng. Boeing đã nộp đơn phản hồi phủ nhận việc vi phạm thỏa thuận. Ngoài cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ, Boeing nhiều khả năng sẽ chịu các biện pháp trừng phạt từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ vì tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra mà chưa được cho phép liên quan đến nguyên nhân sự cố bung cửa chiếc máy bay 737 Max 9. Boeing đang gặp áp lực chồng chất sau hàng loạt sự cố về chất lượng và an toàn bay. Số liệu của FactSet cho thấy khối nợ của Boeing tăng vọt từ 13 tỷ đô la Mỹ cuối năm 2018 lên 48 tỷ đô la Mỹ hiện tại.